Phước Hậu xin kính chào quý vị và các anh chị em ca sĩ gần xa. Hôm nay là cũng cuối tuần rồi, Phước Hậu hát hôm nay nữa là tạm ngưng tới bữa thứ sáu. Tuần sau là mình hát vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần sau nha quý vị. Để mở màn chương trình văn nghệ tối đêm nay, Phước Hậu và Mỹ Hằng xin tặng cho quý vị một nhạc phẩm mang tên Thà Trắng Thà Đen, sáng tác nhạc sĩ Giao Tiên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Có gì mà ngày em ơi, có gì mà đành gian dối, anh không hề kết tội em đâu. Riêng tình công chọn phiêu hiếu làm gì, em cũng như anh thương vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngã, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bằng lòng chi mối duyên hợp. Riêng tình không chọn xa nhau là hơn, dáng nhiêu chi thêm đơn đau tuổi hơn. Có gì mà ngày alo em, chắc còn gì mà si tình. Tình không thương xin đình lị vương. Cảm ơn chương tư ạ. Duyên tình không tròn phiêu hiếu làm chi, em cũng như anh thương vui được gì. Chẳng thà được tình đôi ngã, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bằng lòng chi mối duyên hợp. Duyên tình không tròn xa nhau là hơn, dáng nhiêu chi thêm đơn đau tuổi hơn. Có gì mà ngày đâu em, chẳng còn gì mà si tình. Tình không thương xin đừng lị vương. Có gì mà ngày đâu ai, chẳng còn gì mà si tình. Tình không thương mời anh Văn Tới. Bài tiếp tới chú Tư chuẩn bị nha.